Có khi nào giữa những bộn bề lo toan cuộc sống, bạn lãng quên đi những điều thực sự ý nghĩa, là những bữa cơm bên gia đình, có khi nào bạn vùi đầu vào công việc với ước mong có một tương lai tốt đẹp hơn cho những người thân yêu, mà quên mất rằng sự nghiệp có thể làm lại, nhưng tuổi thơ của con thì mãi mãi không quay trở về. Đó là tôi trước khi đọc được câu nói trên của người Hà Lan, và tôi đã quyết định tôi sẽ bớt lo toan đi, dành nhiều thời gian hơn bên gia đình, làm bạn cùng cô con gái nhỏ của mình. Sao quên mình chú lại như thế? Chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá thế giới, cùng nhau học hỏi từ những chuyến đi, là một người đã trưởng thành nhờ những chuyến đi. Tôi nhận ra rằng du lịch là một hình thức giáo dục tuyệt vời, đặc biệt là dành cho con trẻ. Sau những chuyến đi, cô con gái nhỏ của chúng tôi đã bớt nhút nhát, đã tự lập hơn. Cả gia đình có thời gian chất lượng bên nhau, chia sẻ niềm vui chung, gắn kết các thành viên trong gia đình. Tôi ước mong bạn cũng sẽ có những khoảng thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, lắng động tâm trí sau những ngày tháng làm việc căng thẳng mệt mỏi. Du lịch không chỉ giúp gia đình chúng tôi thêm gắn kết, kết giao với những người bạn mới, mà còn giúp tôi có thêm nguồn cảm hứng cho công việc của mình. Tôi đọc được ở đâu đó rằng một tháng một lần hay ba tháng một lần, chúng ta nên đi đâu đó để làm mới lại nguồn năng lượng đã cạn kiệt. Không cần đi quá xa, chỉ cần đến một nơi mới, có thiên nhiên, yên bình, chúng ta sẽ được làm mới lại tâm hồn mình. Và điểm đến lần này gia đình chúng tôi chọn là Ninh Bình. Nếu bạn cũng yêu thích sự yên tĩnh, vắng vẻ, bạn có thể chọn đi vào mùa thấp điểm. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem hết video. Cảm ơn Team Wonderful Ninh Bình đã giúp gia đình chúng tôi tổ chức một chuyến đi vui vẻ với những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Nếu bạn cũng thích trải nghiệm như trên, bạn có thể tham khảo đường link thông tin về dịch vụ ở bên trong đoạn mô tả của video. Team Wonderful Ninh Bình sẽ dành tặng cho những người bạn của Trần Việt Anh một món quà là một voucher du lịch tiết kiệm trị giá 200.000 đồng. Đừng quên đăng ký ngay để nhận ưu đãi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chuyến đi tiếp theo.